Vâng, Thọ Nhật Bãi lại xin chào tất cả các bác nhé. Cảm ơn các bác đã luôn ủng hộ và theo dõi cái video của Thọ Nhật Bãi. Thì hôm nay em cũng tranh thủ em làm một cái video ban ngày cho nên là nó hơi ồn một tí. Các cháu nhỏ thì nó nghịch mà ngoài đường thì đang 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 bán rong cho nên là đấy, ai mua rào mua kéo đê đấy. Thì vẫn như thường lệ thì em sẽ lên cho các bác những cái mã nồi mà em đã test cơm ok, nghĩa là cơm ngon lành thì em mới lên sóng, nó xấu thì mình bán xấu, đẹp thì mình bán đẹp, đẹp thì giá cao mà xấu thì giá thấp, còn cơm thì vẫn phải là ngon lành. Đầu tiên là cái con mã N96 cao tần 1 lít, con này như hôm trước em bán nhưng mà các bác cũng chưa ưng thì nay em giảm giá đi, giảm giá đấy. Con này thì son của nó bị rộp các cái điểm ở trong đây, các bác nhìn có rõ không? À, nó có bị rộp nha, rộp nhưng nó chưa rộp lên. Nói chung là đánh giá là nó ở mức độ là lòng xấu. Thì các bác về nấu cháo các thứ, nấu cơm cũng được, nấu cháo thì hay hơn. Mình để riêng một cái mình nấu cháo. Các bác đã có cục đuổi nguồn rồi thì mua thêm cái này. Nó cái có cái vết ở màn hình này, vết nứt ở cái mặt màn hình này. Và một vết chỗ này. Hôm trước em đã nói thì hôm nay em giảm giá cho các bác. Đầu video là 270k. 270k cho các bác nhé. Nói về phần điện thì nói chung là cũng không cần phải thử đâu, vì các bác đã ủng hộ kênh, đã xem rồi thì các bác biết rồi. Còn những bác mới ấy, thì các bác nên xem lại những video trước của em, nên tìm hiểu về shop trước khi mua một cái mặt hàng gì đấy. Và đây nha, con N96 cao tần 1 lít, 270k cho các bác. Lên một con 0,5 cho các bác này. Đấy, vì hàng 0,5 thì đợt này nó hơi hơi hiếm cho nên là em cố gắng em test em thử ok để lên vài mã cho các bác. Con này nó đời nó hơi sâu nhưng nó là dòng Toshiba, về Toshiba thì nấu cơm nó cực ngon luôn rồi đấy. Chỉ có những cái mã đời cao là nó hay bị xì hơi các thứ thì ấy thôi, chứ còn những cái mã tầm thấp của Toshiba thì nó rất là ổn định. Con này thì ngoại hình cũ, ngoại hình cũ vì đời nó thấp rồi thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Và thứ hai nữa là nó có bị vỡ mất một miếng nhựa chỗ này đây các bác này, con nào khéo tay về hàn lại hoặc là mình dán cái tem hay cái băng dính cái đề can vào đây bịt lại đấy. Em chỉ thích cái con này ở cái yếu tố đó là cái son của nó cực kỳ đẹp các bạn, cái son của con này gọi là cực kỳ đẹp chứ không phải là đẹp nữa. Đây, cái lớp men, công nhận cái men của thằng Toshiba nó làm gọi là đẳng cấp đấy, nó dày nhá. Đây, son nó dày nhìn nó như cái chậu cây ấy. Đấy. Mâm nhiệt bên trong cũng đẹp này. Đấy các bác nha, mâm nhiệt bên trong cũng đẹp. Con này chỉ bị cái vỏ bên ngoài là nó xấu thôi. Còn kết cấu bên trong phải gọi là tuyệt vời. Đấy. 250k nhá. Nó xấu nhưng mà giá nó cao hơn những con ngày trước em bán trăm mấy đấy, bởi vì nó là cái chất lượng. Mình căn cái chất lượng thực tế của nó như thế nào. Đấy bác ưng bác mẫu và từng cái chất cơm của dòng tô thì bác chọn mã này N97, bởi vì cái giá tiền này nó không đáng bao nhiêu cả. Đắt hay rẻ nó một vài chục vài trăm nó cũng cũng là một cái để mình suy nghĩ, nhưng mà các bác đã có cục nguồn rồi thì các bác mua thêm cái này thì em thấy cảm thấy là nó hợp lý đấy. Thêm một con 0,5 nữa này, con N98 này, N98 cho các bác nhé. N98 con này mâm nhiệt 0,5 lít, em bán 190k thôi. Bởi vì sao? Bởi vì vỏ con này rất đẹp, ngoại hình đẹp nhưng cái son của nó xấu các bạn. Son của nó xấu. Đấy, son xấu này. Mâm nhiệt bên trong bẩn này. Mâm nhiệt bên trong bẩn, các bác về có thể vệ sinh hoặc là nếu như không vội rỗi thì em sẽ vệ sinh cái này cho các bác, nhưng không 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 giục em được, bởi vì làm nó phải có thời gian. Chỗ này nó có hơi một vết rạn nhỏ nhỏ thì cũng không ảnh hưởng gì đâu. Hơi bé bé, các bác nhìn camera khi không thấy đâu. Đấy, nhưng mà vẫn vẫn phải nói trước cái tình trạng. Đấy, 190k đây, son xấu nhá. Son nó dày nhưng mà nó xấu. 190k cho bác về cắm cháo cho các cháu trẻ con này, hoặc là các ông các bà già này mà muốn ăn chế độ riêng thì bỏ con chim vào đây cắm cháo là đến sáng mai hoặc là tối ăn đêm là có đồ luôn. Thì cũng cảm ơn các bác đã luôn quan tâm ủng hộ. Thì cái tiêu chí bán hàng của shop là bán được đâu thì bán nhưng mà tận tình chu đáo, chăm sóc được khách hàng. Bởi vì thật ra nó cũng tùy theo quan điểm của mỗi người thôi.
chăm sóc, và chăm sóc nhiều quá thì mà mình mà bận thì có thể là cảm giác nó khó chịu, nhưng đối với những người như thế nào thôi. Còn mình mà nói chuyện với khách hàng mà mình không xử lý được một cái vấn đề gì mà khách hàng yêu cầu thì mình cảm thấy là nó áy náy đấy, còn quá tải thì phải chấp nhận. Cho nên là cũng mong các bác thông cảm về vấn đề, ví dụ như có gọi cho em mà em đang nghe cuộc gọi khác, hoặc là giờ nghỉ trưa em chưa kịp gọi lại thì em sẽ gọi lại đấy, nên các bác gọi mà không được các bác chịu khó nhắn tin lại cho em một cái, nhắn tin Zalo hay là nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại thì em sẽ gọi lại. Chứ bây giờ mình cũng không thể kham được hết tất cả công việc được đấy, kể cả như những cái đơn hàng gửi đi thì cũng có cái sự nhầm lẫn về, ví dụ như là có những bác là chuyển tiền hết, các bác chuyển cả tiền ship luôn, bác bảo là về về thu không đồng, nhưng trong cái lúc mà mình bị lập cái phiếu thì nó có sự nhầm lẫn thì nhân viên đến vẫn thu tiền ship của bác, nhưng bác vẫn trả bình thường, xong bác gọi lại bác bảo thì cái đấy thì cháu sai, cháu nhận, cháu xin lỗi, cháu chuyển lại cái tiền ship cho bác. Các bác cứ hài lòng nấu cơm thử ok đi, được hay không được cũng phải điện lại cho cháu để cháu biết cái tình hình nó như thế nào. Thì rất cảm ơn các bác, là các phản hồi của bác là rất là tích cực và cũng động viên shop thôi cố gắng bán được đầu bán, nhưng mà bán làm sao để không để khách hàng thất vọng. Vâng, thì em cũng cố gắng hết sức thôi. Đây con N99 cao tần 1 lít 640k nhé, con này ngoại hình đẹp, son của nó cũng đẹp các bác, son đẹp này, son đẹp này. Bên ngoài thì mình cái này thì vệ sinh nó cũng trắng ra thôi nhá, nhưng mà nói chung là bận quá, nếu mà làm những cái vấn đề này thì một ngày chỉ làm được 2 3 cái nồi thì là không đủ chi phí mà bán nó phải lên cao. Cho nên là các bác mua về thì cái phần nào các bác làm được thì các bác tranh thủ các bác vệ sinh cho nó đẹp. Còn là em vẫn có những cái con cao tiền hơn là mình làm kỹ hơn, nhưng mà thật ra thì đó là vấn đề hình thức thôi, còn để chọn một cái nồi về để nấu cơm ăn ngon thì ta thiên về cái chất lượng nhiều hơn đấy. Còn N99 nhá, cao tần 1 lít 640k. Về cái phần sử dụng cái cục nguồn á thì cái hàng 1 lít thì các bác cứ sử dụng cho em cái cục nguồn là một công suất 1.500W trở lên đấy, công suất 1.500W trở lên. Đây ví dụ cục nguồn bên em đang đang dùng và đang bán là cái loại này đấy, nó rất là ổn định đấy. Còn bác nào gần các cái tiệm điện, các bác có thể ra cái tiệm điện các bác mua thì cái tiền ship nó đỡ đi, vì gửi cái cục nguyên thế nặng đi nó cũng rất là phức tạp. Thứ nhất là cước cao, thứ hai là họ bốc xếp thì có thể là dẫn đến là nó bị vỡ đấy các bác nha. Còn cái nồi 0,5 thì các bác có thể dùng cái cục nguồn là 500W đến 1.000W thôi, tùy từng cái đấy. Tiếp theo là con N100 này, con N100 của Nationan. Con này thì tông bên ngoài của nó là màu trắng đẹp, tông màu trắng đẹp. Con này thì hiện tại là đang đang hết pin thì em sẽ hỗ trợ đấu pin cho các bác này. Em sẽ hỗ trợ em đấu pin cho các bác này, chứ để các bác về làm thì thật ra là người làm được người không làm được, mà đôi khi là lại còn làm hỏng hơn. Nên tốt nhất là thôi em đấu pin cho các bác, bỏ thêm tí thời gian bớt giấc ngủ trưa đi. Con này đời 2004, vỏ vỏ nhựa vỏ nhựa tông màu trắng. Con này là tại sao giá nó lại thấp như thế, bởi vì cái son của nó cũng bị xước nhiều các bạn, nó xước nhưng nó xước cái mặt trên thôi đấy, nó xước cái mặt trên đấy, chứ con này nếu mà nấu cơm thì cũng là gọi là muôn đời, muôn đời, son dày đẹp đấy, giá nó hợp lý mà có những người chê đắt nhưng có những người lại thấy rẻ, rẻ bởi vì họ mua họ được cái sự trải nghiệm và được cái sự chăm sóc tận tình đấy. Ít nhất các bác mua về các bác phải nấu thử và các bác phản hồi đấy, phản hồi và phải được nhận sự cái phản hồi lại, chứ không phải phản hồi xong thì để đấy chả thấy ai báo gì là rất là bức xúc đấy. Con N100 nhé, con N100 cao tần 1 lít 430k. Em lại tìm ra được một con Sanyo mặt quỷ này. Con này cũng nói thẳng luôn là con này ngoại hình xấu, ngoại hình xấu các bác ạ, nhưng mà được cái là nó là dòng cao tần áp suất, cho nên là nấu về cái vấn đề về cơm và nấu 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 áp suất thì nó là rất là ngon. Này mặt mũi của nó cũng bị bẩn này, nó bị bẩn ở phía đằng trong mà bây giờ tháo ra vệ sinh thì cái này nó rất là phức tạp. Đấy, đấy ngoại hình nó này, con này nó nặng lắm các bạn, nặng lắm.
các chế độ nấu thì vẫn bình thường, ok hết. Đấy, lòng của nó thì cũng xấu này, nó lòng nó không xấu, không được đẹp, nhìn ngoài chất nhưng mà bên trong cái men nó bị xước rồi. Và cái phần phần gioăng của nó thì cũng cũng ngã màu, xong nó có gioăng nó không bị rách nhưng ngã màu. Thì các bác có thể mua con này về để nấu nấu cháo, hầm xương, kho cá, kho thịt. Đấy, còn cao hay thấp là các bác cảm thấy ok thì các bác mua. Đấy, con này em bán 390k, bởi vì nó sở hữu một cái công nghệ cao, mà nó sở hữu cái công nghệ cao nên là giá của nó sẽ khác giá những cái con hàng hàng cao tầng tầm trung. Tiếp theo là lên cho các bác một con N102 này, Panasonic này. Con này bị cái vết chỗ này nó cũng hơi dạn dạn này, bởi vì riêng em cũng nói rồi, cái rằng dòng đặc thù của thằng Pana thì nó hay bị dạn chỗ này, nên là tìm được một con nó không bị dạn thì cái quá trình vận chuyển nó phải rất là kỹ, kỹ thì mới nó không bị cái này. Đấy, còn tổng thể của nó thì cũng là con này cũng là đẹp đấy. Nó chỉ có cái lụa này bị chóc thì các bác về có thể bóc nó ra được, cạo nó ra là nó ra cái lụa này, nó ra cái màu inox, còn không thì để nó cũng vô tư bình thường thôi. Son của con này thì bị một vài cái vết chấm, có một cái vết này là vết nặng nhất này, cái này nặng nhất thì nó cũng bằng hạt đỗ đấy, lại vài cái vết nhỏ nữa, thì tình trạng của nó là như vậy luôn, báo luôn cho các bác. Còn về vấn đề điện đóm thì tất cả là cơm phải ngon hết thì em mới xuất đi được. Đã thử đã nấu ok nhưng trước khi gửi hàng vẫn nấu lại một lần nữa, nên là nhà suốt ngày là ăn cơm dồn lại thôi, cơm thử. Nhưng mà cũng được cái là không phải ăn cơm sống ấy, bởi vì trước đấy là mình đã thử từ trước rồi. Nên về vấn đề điện đóm thì các bác cứ yên tâm nhé, điện đóm thì cứ phải yên tâm, vào vấn đề điện đóm cho em. Đấy, bởi vì bán một cái nồi xong á thì ngoài cái vấn đề về chi phí bọc hàng, bởi vì hàng nó đang là hàng của mình mà khách chưa nhận thì mình phải bọc cho nó cẩn thận để vận chuyển làm sao nó không bị hỏng hóc. Cái thứ hai nữa thì mình phải dán tem nhãn mác vào đây, dán chữ tiếng Việt để các bác về dễ dùng. Mà nếu mà mình rảnh rỗi nữa thì mình sẽ quay một cái video luôn, quay một video về cách sử dụng của từng cái mã nồi để gửi lên lên YouTube hoặc là gửi qua Zalo cho các bác xem. Các bác dùng, nhiều bác dùng sai chế độ là cơm nó cũng cũng sống hoặc là nó cũng không ngon đâu. Đây, lại là một em Nationa, nhưng con này lại được cái là con này là con vằn dài các bạn, con vằn dài giống hôm trước có một con, có một bác chốt rồi, bác cũng rất là tin tưởng và bảo thôi mày cứ lấy cho tao đi, còn tao tiên mày tao lấy thôi chứ tao cũng không biết chọn đâu. Vâng, thì em cũng nói rõ luôn là các bác cần cái phân khúc tiền bao nhiêu, nhu cầu là nấu cơm hay nấu cháo hay như thế nào, có cần mẫu mã đẹp hay không, hay là cần son đẹp hay gì đấy, thì em tìm cho nó phù hợp với mức tiền. Chứ còn cứ bảo là đăng lên rồi rồi đưa cái mức giá vào, nó phù hợp với mỗi người thôi, có những người thấy đắt thì lại cảm giác là đắt, có người thấy rẻ thì người ta là vẫn ưng. Đây, con này dòng van dài, các bác nhá, lòng của nó thì của nó cũng còn tương đối, 90%, nó cũng có một vài cái vết xước, nhẹ thôi đấy, vài vết xước nhẹ, bởi vì cái dòng van dài thì em đã nói rồi, dòng van dài thì cơm của nó là rất là ngon, trong cái phân khúc cao tầng 1 lít hoặc là 1,8 lít. Rồi riêng cái thằng van dài này thì chỉ có cái dòng Na và Pana nó làm thôi. Đấy, Na và Pana nó làm. Bên trong này nó bị bẩn cái gì đây, nó không xứt vỡ cái gì đâu nhá, nó hơi bẩn đi thôi, em phải vệ sinh nha các bạn. Con này cũng hết pin và em sẽ thay pin cho các bác luôn. Đấy, tiện nếu mà tiện cứ tiện thay pin thì em sẽ làm luôn cái video, làm video ngắn thôi chứ cũng không có thời gian làm nhiều được đâu, làm video ngắn về cái quay cho các bác xem cái nội thất bên trong của từng cái nồi. Đấy, mình mua một cái nồi về mà mình được được xem cái ruột nó bên trong như thế nào thì thực sự là yên tâm. Đấy, có khoe với hàng xóm thì cũng dám nói là tôi đã tháo cái nồi của tôi rồi. Đấy, tự tin, khoe với ông hàng xóm. Cái này mua hàng mà mua xong thì còn phải giấu này, về phải nấu thử không biết có ngon hay không, với khai báo mua mất tiền mà không được tự tin. Con này tổng thể đẹp các bác, nó bị một cái lỗi này, chả biết thằng cu ấy đứa nào nó lấy cái gì nhọn nhọn nó chọc thủng mất cái phím như này này.
chọc thủng một cái hốc này, có thể dán cái tem trận lên được. Đấy. Còn tổng thể con này lại đẹp, tổng thể đẹp đời 2011 đấy, đẹp lắm, 2011 các bác nha, 450k. Son của nó cũng có một, gọi là cái hiện tượng nó bị cái này là hôm trước em đã bị một cái là hình như là có thể là giống như cái vết dầu nóng nó rộp lên đó, nhưng mà nó giật sờ nó nhẵn chứ không nó không phồng mà nó không chóc đâu đấy. Thì để mà nấu cơm con này thì vẫn là rất là ok, được chấp nhận được với cái mức giá như thế này, 450.000. Đấy, các bác xem video đấy hợp lý thì cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh. Đấy, còn các bác mới vào xem thì nên xem lại những cái video lần trước của em, sau đấy thì mình mua hàng sau cho nó thoải mái, không cần vội đâu, còn rất nhiều hàng và còn rất nhiều người bán. Đấy. Các bác nào mua chỗ nào thấy rẻ thì cứ mua, đánh giá mức độ rủi ro 50-50 chẳng hạn. Có những bác mua là cái rẻ ở các shop khác họ xả thì về dùng rất ok, nhiều bác đen thì dính về cái lỗi thì phải chịu thôi. Còn nếu mà đã lỗi thì cần tư vấn hỗ trợ gì thì em tư vấn cho. Đấy, cũng không phải ngại đâu, em sẽ làm hết mình, thì cứ ưu tiên những người mua hàng của mình thì mình xử lý trước, còn sau đấy mà rảnh rỗi thì mình sẽ xử lý cho tất cả mọi người, kể cả những người chưa từng mua hàng. Đấy, như hôm qua em có lên một cái video thay pin cho cái nồi Isuzu cắp nách của một cái bác khách hàng mà chưa mua cái hàng gì của mình, nhưng bác xem video rồi bác gọi điện đến là bác nhờ. Vâng, thì dù sao thì mình đằng nào mình cũng làm thì mình hướng dẫn cho bác luôn, còn bác làm được hay không thì là cũng do khả năng của bác. Không biết bác đã xem được cái video hôm trước chưa, em cũng không không nhớ cái tên nữa cơ, không nhớ tên thì bác nhắn vào Zalo. Đấy, con này van dài nhá, nấu cơm ngon, em bán cho các bác 550k, bởi vì con này lòng nó cũng gọi là 95% đẹp, 95% đẹp, nó chỉ có xấu bên ngoài thôi. Nhưng mà cái này thì không quan trọng đâu. Đấy, cái bên ngoài này bởi vì cái bên ngoài nó không tiếp xúc vào cơm, vào thức ăn, mình chú trọng cái bên trong nha, cái bên trong cái gioăng đằng trên này, gioăng đằng trên này nó cũng đẹp này, gioăng đằng trên con này đẹp, đây các bạn, gioăng đằng trên đẹp nhá, đang còn xanh nhá. Đấy, vừa nấu cơm thử xong đang ướt này, cho nên là thật ra để mà bán được nhiều hàng thì cũng thích, nhưng mà nhiều quá thì cũng không thể xử lý được hết, chỉ cần đơn giản như các bác gọi về mà hỏi cái cách sử dụng mà trả lời không kịp là hỏng rồi. Đấy. Con cao tần 1 lít nhá, con van dài Panasonic. Đấy, cái lớp lụa bên ngoài nó bị chóc thì các bác về vệ sinh đi, còn không để nấu cơm bình thường. Quan trọng là mình chịu khó mình vệ sinh cái phần bên trong này. Khi mình nấu cơm mình chịu khó vệ sinh cái xoong này, thường xuyên tháo cái nắp hơi này ra này, lau chùi cái nắp hơi này. Đấy, và cái phần van bên trên này nữa. Còn nhiều bác cứ tưởng là mua nồi Nhật nấu cơm ngon nhưng mà không vệ sinh cái bột cơm á, cái bột cơm lâu ngày nó sẽ bắn lên đây các bác này. Đấy, nó bắn lên đây và ở trên đây nó chỉ có cái bột cơm, vì nguyên lý của hơi nước nóng là nó sẽ bốc lên, nó tụ vào đây, nó ngưng tụ vào đây mà các bác không vệ sinh thì nó dẫn đến là cơm nó sẽ bị chua đấy. Nên là bảo tại sao là nấu mà nghe quảng cáo ngon lắm mà cơm của tao để nó cứ bị thiêu với bị chua. Chua là bởi vì trên đây nó giống như cái hũ mẻ nó thì không không chua với lạ đấy. Nhiều bác mua nồi xong mà đến lúc lỗi đem đến sửa mà em không biết đó là cái gì. Nên là đẹp hay không thì nó là do mình hết. Cả những cái xe máy mới về một thời gian chán là không không bảo dưỡng, không sửa chữa thì nó cũng thành cái xe cũ thôi. Rồi, thêm một con 106 này. Con Yorizushi. Hàng cao tần 1 lít. Về dòng Yuji thì cơm nó em cảm giác nó sẽ mềm hơn và được nhiều người đánh giá là cơm của thằng này nó ổn định và ngon. Thì đúng thực sự nó thế, nó là cái thương hiệu vua đầu bếp của Nhật mà. Cao tần 1 lít. Con này đời 2016 các bạn. Đời 2016. Nó là đời cao đấy, các bác nhìn mới có rõ. Đời 2016. Răng nó đẹp, răng đẹp nhé, răng xanh đẹp cực kỳ. Để răng thì con này không cần phải suy nghĩ. Ruột của nó thì cũng có vài cái vết
vết chấm li ti như đầu tam, nhưng đặc biệt là cái men của nó không bị có dấu hiệu sùi hay gì cả, cái men của nó vẫn là cảm giác nó vẫn là bám chắc vào cái thân thân son cái men. Này là bẩn đấy. Đấy, ok nhá. Thường xuyên vệ sinh các cái nắp hơi này này thì cơm của mình nó sẽ thơm, nó không bị chua. Đấy, về điện đóm cơm ngon thì các bác cứ yên tâm, nói nhiều cũng không giải quyết được vấn đề gì. Đấy, các bác cứ thử mua hàng, các bác sẽ được trải nghiệm cái cảm giác chăm sóc khách hàng nó là như thế nào. Còn đây là những cái mã hàng của những cái video lần trước còn còn đọng lại đây, thì các bác xem qua đây xem ưng cái mã nào thì nhắn tin qua bên em. Đấy, các cái mã hàng và giá tiền đây, thì cần xem cụ thể lại cái mã nào thì em sẽ quay video lại. Một là các bác xem lại những video lần trước, mà không thì em sẽ quay trực tiếp cho các bác xem, các bác ưng cái nào các bác báo. Cả 0,5 và cả 1 lít này. Như hàng hàng con vân dài này cũng đẹp này. Đấy. Giá nó rất là hợp lý luôn nhá. Đây này này. Rất là nhiều con đẹp. Chẳng qua là nó cũng chưa có duyên thôi. Bởi vì đắt hơn mình vẫn bán được và rẻ hơn mình vẫn vẫn bán được, thì cớ gì cái tầm trung này lại không có ai mua. Đấy, chẳng qua là các bác chưa ưng mắt thôi. Thì các bác cứ xem lại video. Cần cái vấn đề cần con nào hoặc là hướng dẫn như cái gì cách sử dụng thì cứ báo bên em. Vâng, thì cuối cùng em cũng xin cảm ơn các bác đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh.